Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những tin tức thời tiết từ biên tập viên Bá Minh. À, thưa anh Bá Minh ạ, à, từ tối ngày hôm qua nhiều nơi ở miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội đã có mưa rông, thậm chí là mưa rất to. Không biết là sang ngày hôm nay thì thời tiết như thế nào ạ? Vâng, thưa chị Thụy Vân, thưa quý vị khán giả, sang hôm nay thì vùng mây rông mạnh đang tập trung ở ven biển của Quảng Ninh và vùng biển của Vịnh Bắc Bộ. Còn trong đất liền Bắc Bộ dù là mây rông vẫn phát triển nhưng mà độ che phủ thì cường độ không mạnh như tối và đêm qua nữa. Vì thế mà mưa sẽ xảy ra ngắt quãng. Một số nơi ở phía Tây như là Điện Biên Phủ thì mây còn mỏng và nhường chỗ cho nắng xuất hiện. Chiều nay nhiệt độ có thể tăng lên cao nhất vào khoảng là 33 độ C. Sau đó đến chiều tối thì mưa rông sẽ lại xuất hiện, nguy cơ đi kèm với gió lốc sấm sét. Đến tối và đêm mưa rứt không khí có thể chuyển xe lại với nhiệt độ hạ thấp chỉ vào khoảng là 22 độ C. Diễn biến ngày nắng chiều tối mưa sẽ còn lặp lại trong cả hai ngày tới đây ở Điện Biên. Vì thế mà nếu quý vị đến với Điện Biên tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ thì nhớ mang theo ô và áo mưa trong hành trình của mình. Với thủ đô Hà Nội, dự báo từ giờ cho đến đêm thì mưa rào vẫn có thể sẽ xuất hiện bất chợt nhưng ít khả năng là mưa to như đêm qua. Mặt tích cực của mưa là mang đến bầu không khí dễ chịu, dịu mát cho toàn thành phố. Dự báo nhiệt độ cao nhất chiều nay sẽ không vượt quá 29 độ C các nơi khác ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế cũng nhiều mây và tiếp tục có mưa trong chiều và đêm nay. Dự báo có những nơi mưa to từ 70 đến 80 mm trong thời gian ngắn có thể gây ra sạt lở đất ở vùng núi ngập úng ở các vùng trũng thấp. Đồng thời trong cơn rông có thể đi kèm với gió lốc, sấm sét và mưa đá gây nguy hiểm. Trong khi đó thì ở Nam Bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh, dự báo chiều nay trời vẫn ít mây và nắng nóng, nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng là 37 độ C. Nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn từ 4 đến 5 độ C nữa tùy thuộc vào bề mặt xung quanh như là bê tông hay đường nhựa. Vì thế quý vị nên hạn chế các hoạt động ở ngoài trời trong khoảng 4 tiếng tới để tránh bị say nắng, say nóng. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý chúng tôi muốn cập nhật tới quý vị khán giả.